Lúc tôi còn nhỏ, trong làng có lời đồn rằng trên núi có một quái vật đầu lợn thân người đang sinh sống. Con quái vật đó sẽ xuất hiện vào ngày mưa, nó luôn đi ăn não người. Người trong làng rất sợ hãi nên không bao giờ dám ra ngoài khi trời mưa. Thẳng đến một ngày, người thịt lợn họ Trần bắt được con quái vật đó, ông ấy còn dùng xích sắt trói nó lại nữa. Lúc này mọi người mới nhìn rõ tướng mạo của con quái vật đầu lợn này. Người thịt lợn họ Trần dùng chân đạp mạnh lên người người lợn kia. Người lợn phát ra tiếng kêu như lợn vậy, nhìn nó không lớn lắm, chắc chỉ bằng tôi thôi, chứ không hề to lớn giống trong lời đồn lắm. Người thịt lợn họ Trần cười nói, có ai muốn mua thịt lợn không? Mọi người quay ra nhìn nhau rồi bàn tán ầm ĩ. Có mấy người gan lớn nói, chú Trần chúng ta đều là người một làng, sao chú còn đòi tiền thế chứ? Đúng vậy, sao lại đòi tiền thế? Người thịt lợn họ Trần trừng mắt nhìn mấy người đó rồi tức giận nói, tôi vì để bắt con quái vật này mà phải mạo hiểm ra ngoài lúc trời mưa, suýt chút nữa đã bị cắn chết. Lúc nói những lời này, người thịt lợn họ Trần còn giơ chân phải của ổng lên cho mọi người xem. Bắp chân phải của ông ấy toàn là máu, còn cả dấu răng lợn nữa. Người thịt lợn họ Trần lại nói, không trả tiền thì đừng hòng lấy thịt. Làng tôi như bị nguyền rủa vậy, không ai sống qua 60 tuổi. Chỉ có mình Trần Mù Loà là sống qua 60 tuổi, mà hồi còn trẻ ông ấy đã từng ăn thịt yêu quái đầu lợn. Cho nên mọi người đều cho rằng nếu muốn sống qua 60 tuổi thì phải ăn thịt yêu quái đầu lợn. Người dân trong làng không ai nói gì nữa, người có tiền thì mang tiền ra. Người không có tiền thì chỉ có thể đứng một bên đợi người có tiền mua xong thịt, mình lên kiếm chút thịt đều cũng được. Người thịt lợn họ Trần nói muốn nhờ vài người đến giúp đỡ. Mấy người thanh niên trẻ tuổi đến ấn chặt yêu quái đầu lợn xuống đất. Người thịt lợn họ Trần giơ con dao sắc nhọn trong tay lên đâm vào cổ của yêu quái đầu lợn. Yêu quái đầu lợn phát ra tiếng kêu chói tai, máu chảy đầy đất. Người thịt lợn họ Trần cả đời đều thịt lợn nên tay nghề rất điêu luyện. Ông ấy rất nhẹ nhàng đã có thể cắt đứt đầu yêu quái đầu lợn. Sau đó ổng để cái đầu lợn lên trên bàn. Yêu quái đầu lợn không có đầu, không khác gì người không đầu cả. Tôi hơi sợ hãi núp phía sau ông tôi. Người trong làng đều thi nhau đi về phía trước, muốn lấy được phần thịt ngon. Rất nhanh mọi người đã chia thịt xong, ông tôi lấy được 2 cái tai lợn. Ông tôi vui vẻ cười nói, đồ bổ có thể sống tiếp. Năm nay ông tôi đã 59 tuổi rồi. Sắp đến cái tuổi 60 bị nguyền rủa kia nên 2 cái tai này đối với ông tôi mà nói thì chính là đồ bổ sống tiếp. Về đến nhà, ông tôi đưa 2 cái tai lợn đó cho bà tôi. Bà tôi cầm lấy mang đến phòng bếp luộc, luộc xong bà lại bê đĩa tai đã cắt xong lên bàn. Ông tôi gắp một miếng tai lợn lên cho vào mồm nhai ngon lành, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Bà tôi cũng cười vui vẻ không ngừng khen, cái tai lợn của yêu quái đầu lợn này là đồ tốt đó, ăn rất ngon. Chỉ là hơi khó bắt, bà tôi nói xong liền gắp một miếng đặt vào bát tôi. Bà tôi nói, Nguyên Phúc cháu mau ăn đi, ngon lắm đó. Không biết vì sao mà từ khi tôi có ký ức đến giờ tôi không thể ăn thịt lợn. Cứ ăn thịt lợn vào là nôn, tôi ghét mùi vị thịt. Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của bà tôi chỉ đành gắp miếng tai lợn đó lên ăn. Nhưng vừa nhai thì tôi đã nhổ miếng thịt đó ra. Bà tôi nhíu nhíu mày nói, ông xem cháu của ông đi. Đến miếng thịt cũng không ăn nổi, mạng ngắn mà. Bà tôi nói xong lời này liền gắp miếng tai lợn tôi nhổ ra kia cho vào miệng ăn rồi. Tôi không nói gì cả mà tiếp tục ăn cơm cháy khô không khóc. Nguyên Phúc nghe lời ăn đi, ăn thịt yêu quái đầu lợn có thể kéo dài tuổi thọ. Ông tôi gắp một miếng tai lợn khác đặt vào bát tôi ngẩng đầu lên nhìn ông tôi. Mặt ông thế mà to hơn hẳn, trên mặt cũng xuất hiện 2 nếp nhăn rất sâu, nhìn không khác gì lợn cả. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông tôi, mặt ông thế mà to hơn hẳn, trên mặt cũng xuất hiện 2 nếp nhăn rất sâu nhìn không khác gì lợn cả. Tôi nói, ông sao cổ ông to lên nhiều vậy? Ông tôi dùng tay sờ sờ cổ mình, to hơn sao? Bà tôi đi đến bên cạnh ông tôi, mặt bà ghé sát vào chỗ cổ ông tôi, bà nói, đâu có to đâu. Bà tôi nói xong lại quay sang nói tôi, cái thằng bé này cổ ông cháu vẫn bình thường mà cháu nói gì vậy? Tôi nói, thật sự to hơn mà, ít cũng phải to hơn 3 cm. Bà tôi lườm tôi rồi không vui vẻ gì nói linh tinh. Lẽ nào là tôi nhìn nhầm sao? Không thể nào. Vào lúc tôi còn đang cảm thấy nghi hoặc thì ông tôi đã ăn hết chỗ tai lợn trên bàn rồi. Bà tôi dọn dẹp bàn ăn rồi lại trải sẵn chăn ra. Ngủ thôi, bà tôi tắt đèn, trong phòng nhất thời tối đen như mực. Hai người họ ngủ rất sâu, ngáy ầm ầm, tôi không nhịn được mà đi xem ông tôi. Rõ ràng cổ ông đang to lên mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, tôi hơi sợ hãi. Tôi muốn gọi ông tôi dậy nhưng tôi nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng sấm sét chói tai. Có sấm sét, sét đánh rất to, trời cũng bắt đầu mưa to. Tôi bị tiếng sét dọa cho sợ hãi chui cả người vào trong chăn. Mấy giây sau tôi mới dám thò đầu ra, lúc này tôi nhìn thấy ông tôi thế mà ngồi dậy. Ông cúi thấp đầu nên tôi không nhìn rõ mặt ông. Tôi gọi nhỏ, ông tôi như không nghe thấy mà cứ ngồi như thế. Ngoài tiếng mưa ra thì trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tôi lấy tay lay lay bà tôi nhưng bà ngủ vô cùng say. Bà vẫn ngủ tiếp hoàn toàn không cảm nhận được tôi đang lay bà. Ông tôi đi xuống giường sưởi rồi đi đến chỗ cửa mở cửa nhà ra. Một trận gió lạnh thổi vào phòng, rất lạnh, lạnh cả sống lưng. Tôi gọi nhỏ, ông tôi như thể không nghe tiếng mà cứ thế đi ra khỏi nhà.
Tiếng gọi của tôi làm bà tôi tỉnh lại. Bà tôi mở mắt ra hỏi, gọi cái gì đó? Tôi đáp, ông cháu đi ra ngoài rồi. Lúc này bà tôi mới để ý không thấy ông tôi đâu nữa. Bà ngồi phắt dậy hỏi, ông cháu đi đâu rồi? Tôi nói, cháu không biết, vừa rồi ông mở cửa rồi đi ra ngoài rồi. Bà tôi dùng sức đánh mạnh vào đầu tôi, sao cháu không gọi bà sớm? Ông cháu nếu như có chuyện gì thì xem bà có lột da cháu ra không? Bà tôi nói xong liền đi ra khỏi nhà, mưa lớn quá tôi không dám ở nhà một mình nên đi theo sau bà tôi. Bà cháu đi cùng bà, cháu không dám ở nhà một mình. Bà tôi đẩy mạnh tôi một cái nói, cháu ở nhà đi đừng đi theo bà. Bà tôi nói xong liền đi ra khỏi nhà, trong sân chỉ còn lại mình tôi. Tôi đi đến chỗ cổng muốn lén đi theo phía sau bà tôi. Nhưng tôi vừa đi ra đến cổng thì nhìn thấy một con thân người đầu lợn đi theo phía sau bà tôi. Vào lúc tôi vừa đi ra đến cổng thì nhìn thấy một con thân người đầu lợn đi theo phía sau bà tôi. Nó rất gần bà tôi, là yêu quái đầu lợn. Tôi hét lớn về phía bà tôi. Bà, có yêu quái đầu lợn đi theo phía sau bà. Nhưng bà tôi như không nghe thấy tiếng của tôi mà tiếp tục đi về phía trước. Con yêu quái đầu lợn kia cứ đi theo phía sau bà tôi. Rất nhanh bóng dáng bà tôi đã biến mất trong đêm mưa gió. Mà bóng dáng con yêu quái đầu lợn kia cũng biến mất theo. Tôi không dám đuổi theo bà mà chạy về nhà khóa chặt cửa nhà lại. Tôi ngồi co ro trên góc giường, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Rất nhanh đã đến buổi sáng ngày hôm sau, trời vẫn đang mưa. Ông bà tôi vẫn chưa ai quay lại, đợi đến trưa trời tạnh mưa tôi mới ra khỏi nhà. Lúc này ông tôi cũng về đến nhà, vẻ mặt ông đầy đau buồn. Phía sau còn có mấy người làng, người trẻ tuổi thì đang khiêng một tấm ván gỗ. Trên tấm ván gỗ đó có một người nằm bị vải trắng che mất, không nhìn thấy mặt người đó. Mấy người thanh niên đặt tấm ván gỗ trên đất rồi còn nói với ông tôi, chú bớt đau thương. Ông tôi thở dài một hơi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Tôi đi đến bên cạnh ông, trong lòng cũng đã rõ ràng người nằm trên tấm ván gỗ kia là bà tôi. Người thịt lợn họ Trần nói, con yêu quái đầu lợn này vậy mà dám vào làng để hại người. Chúng ta không thể cứ để mặc nó như vậy được. Phải nghĩ cách nào đó giết chết con yêu quái đầu lợn này. Mọi người nhìn nhau bàn tán ầm ĩ, việc bắt yêu quái đầu lợn không phải là chuyện dễ dàng, làm không tốt có khi còn mất mạng nữa. Người thịt lợn họ Trần thấy mọi người không nói gì thì quay sang hỏi ông tôi. Chú không muốn báo thủ cho gì hay sao? Ông tôi nhíu mày nói, báo thủ cái gì chứ? Con yêu quái đầu lợn đó ăn não vô cùng thông minh, tôi không dám đi báo thủ. Ông tôi vừa nói xong thì đột nhiên có trận gió thổi bay tấm vải trắng đang đắp trên người bà tôi ra. Hai mắt bà tôi trừng lớn, đầu bà bị cắn mất một mảng lớn. Chỗ não không còn lại gì cả, mọi người nhìn đều ngơ ra. Trần mù loà vội vàng nói, đừng quan tâm đến chuyện yêu quái đầu lợn nữa. Trước tiên phải nhanh chóng thiêu xác của bà Nguyên Phúc trước đã, tránh biến thành cương thi. Không được thiêu, tôi nghe người trong làng nói người chết oan phải siêu độ trước, sau khi siêu độ mới đi chôn cất. Nếu như không siêu độ mà cứ thế đi thiêu thì sẽ hồn phi phách tán, không còn cả cơ hội đi đầu thai nữa. Trần Mù Loà nói với ông tôi, chuyện này ông đừng có hồ đồ quá. Ông tôi nói, không được thiêu, tôi sẽ đi tìm thầy đến siêu độ cho bà của Nguyên Phúc trước đã, mọi người quay về hết đi. Thấy mọi người không nói gì ông tôi lại nói, nhà khôn tử còn đang đi làm trong thành phố. Để tôi gọi nhà nó về nhìn mặt bà Nguyên Phúc lần cuối coi như tận hiếu. Khôn tử là tên của chú nhỏ tôi, chú ấy và vợ mình đi làm trong thành phố 3 năm rồi chưa về quê. Nghe nói hai người đã có một đứa con là con trai, nhưng họ lại mãi không về đây. Thấy ông tôi nói như vậy mọi người cũng không nói gì nữa mà lần lượt rời đi. Còn lại hai người thanh niên ở lại giúp khiêng bà tôi vào trong nhà rồi cũng rời đi. Trong nhà chỉ còn lại tôi và ông tôi. Ông tôi đốt 3 nén nhang rồi nói với tôi. Nguyên Phúc cháu phải trông 3 nén nhang này. Tuyệt đối không được để nhang tắt. Ông đi tìm đạo sĩ đến rất nhanh sẽ về. Cháu biết rồi. Ông tôi đi rồi trong nhà chỉ còn lại tôi và bà tôi. Đến buổi tối ông tôi mới quay về. Ông vừa vào nhà thì tấm vải đắp trên người bà tôi bỗng bay ra chỗ khác. Bà tôi vẫn luôn mở mắt trừng trừng. Trên mắt, trên cổ bà đã có rất nhiều vết bầm tím rồi. Nhìn vô cùng đáng sợ. Ông tôi nói với tôi, Nguyên Phúc tối nay cháu đến phòng phía Tây ngủ đi, ông ở lại phòng này trông bà cháu. Ông, cháu ở lại đây trông bà cùng ông tôi đã lớn tuổi rồi, nhang này phải thay thường xuyên, tôi sợ ông không chịu nổi. Ông tôi có vẻ hơi tức giận nói, bảo cháu đến phòng Tây ngủ thì cháu cứ đi, nói nhiều thế làm gì hả? Đi mau, tôi nhìn mặt của ông tôi, mặt ông cũng đã to ra rất nhiều rồi, mắt lún sâu vào thịt phía trong nhìn như mắt lợn vậy. Thấy tôi không nói gì ông tôi liền đẩy tôi ra khỏi phòng đó. Tôi nghĩ tôi cứ đi ngủ trước đã, đợi đến nửa đêm tôi sẽ đi đổi cho ông tôi đi ngủ. Tôi đi đến phòng Tây nằm trên giường sưởi ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu tôi bị tiếng sấm sét bên ngoài đánh thức. Bên ngoài đang mưa rất lớn, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã 3 giờ. Tôi đi xuống giường sưởi đi về phía phòng đông, kỳ lạ, sao đèn trong phòng lại tắt rồi. Tôi ngó vào trong xem bên trong tối đen như mực, ngay cả nhang cũng đã tắt ngúm rồi. Tôi nhỏ giọng gọi, ông, không ai trả lời, tôi lại gọi tiếp, ông, vẫn không ai đáp lại. Tôi lấy hết can đảm đi vào trong phòng.
Trong phòng có mùi rất khó ngửi, chắc là mùi thi thể thối rữa của bà tôi. Tôi đi trong đêm tối đột nhiên tôi đá phải cái gì đó. Tôi vươn tay ta sờ sờ, là người, một người đang ngồi trên đất. Tôi bị dọa sợ nhảy lùi về phía sau hét lên. Minh Phúc cháu hét cái gì, là tiếng của ông tôi. Ông sao ông lại tắt đèn rồi, đèn phòng này bị hỏng rồi. Thế sao nhang cũng không cháy nữa, ông tôi không nói gì cả mà đứng dậy đóng cửa phòng lại. Vốn còn có thể nhìn thấy chun chút giờ đóng cửa lại phòng hoàn toàn tối om, không nhìn thấy gì cả. Ông tôi nói, hết nhang rồi. Giọng nói của ông tôi khá kỳ lạ, cổ họng như bị cái gì chặn lại vậy. Ông ngủ chút đi, để cháu trông bà cho. Ông tôi không nói chuyện, tôi thậm chí còn không biết ông đang ở đâu. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi, Minh Phúc cháu lên giường sưởi ngủ đi. Để ông trông bà cháu, không biết tại sao nhưng tôi cứ cảm thấy ông tôi kỳ lạ sau đó. Thấy tôi không nói chuyện ông tôi liền tức giận, đi ngủ đi. Tôi chỉ đành đi đến giường sưởi nằm xuống, nằm trên giường sưởi tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi đột nhiên nghe tiếng nhai xé cái gì đó. Tôi ngồi dậy nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một con yêu quái đầu lợn đang gặm cắn thi thể của bà tôi. Tôi bị dọa sợ đến ngất luôn, đợi khi tôi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Thấy tôi tỉnh ông tôi nói, đói chưa, dậy ăn cơm đi. Ông hôm qua cháu nhìn thấy yêu quái đầu lợn, nó ăn thi thể của bà cháu. Ông tôi nói, đều trách ông không trông chừng tốt thi thể của bà cháu. Nói xong ông còn thở dài buồn bã. Tôi phát hiện ông tôi lại béo hơn, đặc biệt là bụng ông tròn xoe như chửa. Ông tôi nói, ông đi đem đồ ăn đến cho cháu. Ông tôi nói xong liền đi đến phòng bếp. Tôi đi xuống khỏi giường sưởi, trong phòng vẫn còn mùi tanh thối. Trên đất vẫn còn vết máu, xương cốt và thịt vung vãi. Đây đều là thi thể của bà tôi. Yêu quái đầu lợn đáng chết đã hại chết bà tôi rồi còn ăn hết sạch thi thể bà nữa. Tôi không nhịn được mà nước mắt chảy dài. Ông tôi mang đồ ăn ra sân rồi gọi tôi ra sân ăn. Ông tôi nói, chú nhỏ cháu với dì nhỏ cháu tối nay sẽ về. Cháu đừng nói chuyện yêu quái đầu lợn cho họ nghe. Tôi nói, tạo sao chứ? Yêu quái đầu lợn đó đã hại chết bà còn ăn thi thể của bà nữa. Chúng ta phải kể hết chuyện này cho chú nhỏ để chú ấy cùng người thịt lợn họ Trần đi bắt yêu quái đầu lợn chứ. Không đúng, phải để tất cả mọi người trong làng đi bắt yêu quái đầu lợn. Tôi vừa nói xong ông tôi liền yêu thương đá cho tôi phát. Chưa đợi tôi phản ứng lại ông tôi đã đi đến bên cạnh tôi. Ông tóm lấy cổ áo tôi nhấc tôi đi đến phía miệng giếng. Cái giếng rộng hơn 1 mét, sau mấy chục mét, rơi xuống thì chắc chắn là chết. Tôi sợ hãi túm chặt lấy tay ông chỉ sợ ông sẽ vứt tôi xuống dưới. Ông tôi trừng lớn mắt hét lên với tôi, rốt cuộc cháu có nghe lời hay không? Tôi vội đáp, cháu nghe lời mà. Thấy tôi đã đồng ý lúc này ông tôi mới chịu thả tôi xuống. Tôi ngồi trên đất thở hổn hển, vừa rồi suýt chút nữa tôi đã bị ông bóp cổ chết rồi. Sao tính cách ông tôi lại nóng nảy như vậy chứ? Ông tôi nhìn chằm chằm vào tôi, ánh nhìn vô cùng độc ác. Mấy giây sau sự độc ác đó mới giảm đi. Ông ngồi xuống trước mặt tôi, mặt vui vẻ cười nói, Minh Phúc à, ông chỉ còn một đứa con là chú nhỏ cháu thôi. Ông không thể để nó đi tìm chết được, yêu quái đầu lợn đó rất thông minh, người làng không thể bắt nổi. Cháu phải ngoan ngoãn nghe lời, không được nhắc đến chuyện yêu quái đầu lợn này. Tôi đáp, cả làng đều biết chuyện bà là bị yêu quái đầu lợn cắn chết, chúng ta cũng không giấu nổi. Tôi vừa nói xong ông tôi lại trừng hai mắt lên tức giận nói, có gì mà không giấu được chứ. Lúc đó ông sẽ lên trấn đón mấy đứa nó. Ai dám nói gì linh tinh ông liền lột ra người đó. Ông tôi nói xong liền lái xe bò đi đến trấn để đón người. Trong nhà chỉ còn lại mình tôi, đến buổi tối ông tôi đã đón chủ nhỏ, dì nhỏ tôi về rồi. Đi cùng họ còn có một đứa bé tên là Khôn Khôn mới 2 tuổi rưỡi. Đến buổi tối ông tôi đã đưa nhà chú nhỏ về nhà. Chú nhỏ sờ sờ đầu tôi nói, Minh Phúc đã lớn như vậy rồi sao? Ông tôi nói, trời không còn sớm nữa đi ngủ nghỉ trước đi, mai sẽ đi làm mộ cho mẹ con. Trong lòng tôi nghĩ thi thể bà tôi đã bị yêu quái đầu lợn ăn sạch sẽ rồi thì hạ táng kiểu gì. Buổi sáng ngày hôm sau ông tôi bảo tôi ở nhà trông Khôn Khôn còn mấy người lớn bọn họ đi đến chỗ làm mộ cho bà tôi. Khôn Khôn còn quá nhỏ chưa đến chỗ mộ được. Khôn Khôn ngủ ở trong phòng, tôi sợ làm ồn đến nó nên chơi một mình ở ngoài sân. Buổi tối ông, chú nhỏ, dì nhỏ tôi cùng nhau về nhà. Dì nhỏ hỏi tôi, Khôn Khôn đâu? Tôi chỉ tay về phía phòng đông, ngủ ở bên trong. Dì nhỏ cười cười rồi đi vào phòng đông. Dì ấy vừa vào phòng lại vội vàng chạy ra gấp gáp nói, Khôn Khôn không có ở trong phòng. Dì nhỏ vừa nói xong chú nhỏ tôi liền chạy vội vào phòng. Tôi cũng đi vào theo họ, trên giường sưởi không có gì cả. Ngay cả chăn nệm Khôn Khôn ngủ cũng không thấy đâu cả. Dì nhỏ hoảng sợ rồi quay lại hỏi tôi, Khôn Khôn đâu? Cháu trông Khôn Khôn kiểu gì vậy? Tôi nói, Khôn Khôn rõ ràng là ngủ ở phòng đông mà. Cháu luôn ở ngoài cửa, sao lại không thấy thằng bé đâu nữa chứ? Dì nhỏ dùng sức đẩy tôi một cái, đẩy ngã tôi ra đất. Chắc chắn là cháu, là do cháu không trông chừng Khôn Khôn. Giờ làm sao, phải làm sao đây hả? Dì nhỏ hoảng sợ đến khóc nức lên. Chú nhỏ tôi nói, thì Yến em đừng sợ quá, chúng ta cùng nhau đi tìm Khôn Khôn. Chú nhỏ tôi vừa nói xong thì trời bắt đầu có sấm sét, ngay sau đó là một tiếng vang lớn trời bắt đầu mưa to.
Dì nhỏ tôi vội nói, chúng ta mau đi tìm Khôn Khôn. Ông tôi ngăn chú, dì nhỏ tôi lại, đừng đi vội, đợi trời tạnh rồi hãng đi tìm. Dì nhỏ tôi nhíu chặt mày tức giận nói, bố bố đang nói cái gì vậy? Khôn Khôn là cháu ruột bố đó, tất cả chúng ta phải đi tìm Khôn Khôn. Chú nhỏ tôi ngẩng đầu nhìn trời mưa bên ngoài. Chú ấy cũng biết lời đồn trong làng chúng tôi trời mưa không được ra ngoài nếu không sẽ gặp yêu quái đầu lợn. Chú ấy kéo góc áo của vợ mình rồi nhỏ giọng nói, Hỷ Yến, đợi mưa nhỏ chút rồi chúng ta cùng ra ngoài tìm con. Dì nhỏ tôi tát mạnh cho chú nhỏ tôi một cái. Dì ấy trừng lớn mắt rồi chỉ thẳng tay vào mặt chú ấy tức giận nói, Lưu Đại Khôn anh điên rồi có đúng rồi. Khôn Khôn là con trai anh đó, anh mau lập tức ra ngoài tìm Khôn Khôn cho tôi. Chú nhỏ tôi vẫn không có ý định ra khỏi nhà mà chỉ cúi gằm đầu xuống không nói chuyện, thấy vậy dì nhỏ tôi càng tức hơn. Dì ấy đá thẳng chân vào xương chân chú nhỏ, sức lớn đến độ làm chú nhỏ suýt ngã ra đất. Ông tôi đi đến chắn trước mặt chú nhỏ tôi, mặt ông nghiêm nghị không vui vẻ gì nói, mưa lớn như này cô muốn ra ngoài thì đi một mình đi đừng có kéo Khôn Tử theo. Không ai muốn đi chết cùng cô cả, dì nhỏ tôi ngơ ra mấy giây rồi nói, tìm chết ư. Mưa thôi mà kêu là chết ư, có phải bình thường các người làm quá nhiều chuyện xấu nên mới không dám ra ngoài trời mưa chứ gì? Lúc tôi còn nhỏ có một người ăn xin đến làng chúng tôi. Ông ấy gầy trơ xương, hai hàm răng đen sì, trên người bốc ra mùi khó ngửi. Ông ấy đến nhà tôi xin cơm, bà tôi cho ổng một cái bánh bao. Ổng nhận được bánh bao rồi nói với bà tôi, phải giết hết lợn trong chuồng nếu không sẽ gặp phải họa lớn. Nhà tôi cũng được coi là khá giả, nhà tôi nuôi mười mấy con lợn, mỗi năm bán thịt lợn, lợn nái cũng kiếm được kha khá. Ông tôi hừ lạnh một tiếng, ông có biết bao nhiêu tiền một con lợn không hả? Ăn nói linh tinh cút đi cho tôi, ông tôi đuổi người ăn mày ra khỏi nhà tôi. Nếu ông còn dám đến đây tôi đánh gãy chân ông. Mấy ngày sau, chú nhỏ đang đi học ở trong thành phố của tôi về rồi, chú ấy nghỉ hè. Ông tôi vui vẻ muốn giết một con lợn để ăn mừng nên đã gọi thêm mấy người đến giúp đỡ. Bốn chân của con lợn nái bị trói chặt. Lúc ông tôi đang chuẩn bị chọc tiết thì đột nhiên con lợn này vỡ nước ối. Một cái đuôi của con lợn con thò ra ngoài. Những người đang ở đây đều ngơ ra, ông tôi cũng đơ cây ngơ. Hàng xóm nhà tôi Tôn Vương nói, chú, sao chú lại giết lợn nái đang chửa thế? Hay là bắt nhầm rồi? Ông tôi nhíu chặt mày, không đúng, tôi nhớ rõ con lợn này chưa phối giống mà. Bà tôi cầm cái kéo cắt bỏ dây thừng đang trói chân lợn ra. Nhanh, cho nó vào lại chuồng lợn để đẻ trước đã. Mấy người cùng nhau nâng con lợn kia vào chuồng. Xem ông kìa, thế mà lại nhớ nhầm rồi. Không thể nào nhớ nhầm được. Tôn Vương cười nói, đây là chuyện tốt, có lợn con là có tiền rồi. Đúng vậy, tôi nhìn cái bụng này của nó thì ít phải đẻ được 8 con, nói không chừng còn được 10 con ấy. Mấy người ở trong chuồng lợn vui vẻ ở trong chuồng lợn trò chuyện, mỗi người một câu. Con lợn này hình như khó đẻ, lợn con mãi không ra được. Bà tôi gấp rồi, bà cầm kéo vội vàng đi đến giúp đỡ. Bà nói với tôi, tiểu đậu tử cháu đi mang chậu nước nóng đến đây. Tôi chạy vào trong nhà lấy cái phích, chú tôi đang ngồi trên giường sưởi đọc sách. Chú, lợn nái đẻ rồi chú có muốn đi xem không? Lợn đẻ thì có gì hay mà xem, chú không đi. Chú nhỏ là sinh viên đại học duy nhất của làng chúng tôi, cũng là niềm kiêu ngạo của họ triệu chúng tôi. Ông bà tôi vô cùng yêu thương chú nhỏ tôi, những việc vất vả, nặng nhọc trong nhà đều không để chú ấy phải làm. Tôi mang cái phích vào chuồng lợn, bà tôi đang giúp lợn đẻ. Khó khăn lắm mãi mới lôi được một con lợn ra, nhưng lại chỉ có nửa con lợn. Nửa còn lại không biết ở đâu cả, nhìn như bị thứ gì đó cắn đứt vậy. Tôi ngơ ra mấy giây, đây là có chuyện gì? Ông tôi đi đến bên cạnh bà cầm lấy nửa con lợn xem xét. Con lợn này dị hình, xem mấy con khác xem sao. Thím Lý nói, phí mất một con lợn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Con lợn nái kêu mấy tiếng rồi lại đẻ ra một con lợn. Lần này còn nghiêm trọng hơn, chỉ sinh ra nửa cái đầu lợn. Bà tôi nhíu chặt mày, tôi không tin không có con lợn bình thường nào. Mấy phút sau lợn con mà con lợn nái này đẻ ra lại bị khuyết thiếu tiếp. Nhìn như bị con gì đó ăn mất vậy. Ông tôi nói, trong bụng con lợn này chắc không có lợn con bình thường đâu. Ông tôi vừa dứt lời thì con lợn nái lại phát ra tiếng kêu thảm. Con lợn con này rất to, to hơn những con lợn con khác rất nhiều. Bà tôi tóm lấy chân nó kéo nó ra từng chút một. Con lợn con sinh ra lại có cái đầu nhìn vô cùng giống đầu người. Bà tôi hoảng hốt nói, chuyện này là ai làm vậy chứ? Ông tôi nhìn rồi bình tĩnh nói, đây là lợn dị hình nên ít gặp là đúng rồi. Tôi chạy vào trong nhà kéo lấy tay chú nhỏ tôi nói, chú mau ra chuồng lợn xem đi, có chuyện hay để xem. Không biết là ai đã làm chuyện này mà lợn con sinh ra lại có đầu giống người lắm. Chú nhỏ tôi ngơ ra, xách trên tay rơi xuống đất, rồi chú vội vàng chạy đến chuồng lợn. Câu đầu tiên chú tôi nói khi nhìn thấy lợn con lại là, mau giết con lợn này đi. Câu đầu tiên chú tôi nói khi nhìn thấy lợn con lại là, mau giết con lợn này đi. Chú nhỏ tôi là người có học thức, chú ấy rất ít khi tức giận càng sẽ không có vẻ mặt như này. Chú ấy đột nhiên hét lên như vậy làm những người ở đây đều bị dọa. Ông tôi nói, Khôn Tử con nói gì thế?
Chú nhỏ tôi hai mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn khắp nơi, dao đâu, đưa dao cho tôi. Ông tôi tóm lấy cánh tay chú ấy nhỏ giọng nói, con muốn làm gì, điên rồi à? Nhìn ông tôi như thể nếu chú nhỏ tôi lại như vậy tiếp sẽ đánh chú ấy. Chú nhỏ sợ ông tôi, chú ấy dần dần bình tĩnh lại. Những người ở trong chuồng lợn thấy tình hình có vẻ không đúng đều cười cười nói, chú, chúng cháu về trước đây. Bà tôi cũng cười theo nói, thật là ngại quá để mọi người đến đây mà không được gì. Để lần sau nhất định sẽ thịt lợn bù đắp cho mọi người. Mọi người đi rồi trong chuồng lợn chỉ còn 4 người chúng tôi. Ông tôi thả tay chú nhỏ ra rồi mắng, nhiều người ở đây như vậy con phát điên cái gì. Chú nhỏ tôi cãi lại, con không điên, con lợn con dị hình như này phải giết bỏ. Không lẽ hai người còn định nuôi nó hay sao? Con lợn con đó mặc dù ngoại hình quái dị nhưng vẫn còn thở. Mang nó vào nhà nuôi mấy hôm có khi sẽ sống được. Bà tôi đặt con lợn con đó ở bên cạnh lợn mẹ để nó đi uống sữa. Nhưng lợn mẹ vốn đang yếu ớt khi nhìn thấy lợn con lại vội vàng chạy vào một góc kêu vô cùng thảm. Con lợn nái này kêu những con lợn khác trong chuồng cũng kêu thảm lên theo. Bọn chúng hình như đều rất sợ con lợn con này. Có con còn bị dọa sợ đến nỗi nhảy ra khỏi chuồng. Ông tôi mắng, đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Chú nhỏ tôi hừ lạnh, nhìn đi đến lợn mẹ còn sợ nó nữa, mau giết nó đi. Bà tôi nhấc con lợn con lên nhìn kỹ, tôi cũng đi đến nhìn. Chú nhỏ tôi đột nhiên cướp con lợn dị hình từ trong tay bà tôi rồi vứt mạnh xuống đất. Con lợn dị hình chảy rất nhiều máu, chú nhỏ tôi nói, như này là hết chuyện rồi. Còn chưa đợi ông bà tôi kịp phản ứng chú nhỏ đã đi ra khỏi chuồng lợn. Ông tôi nhíu chặt mày rồi tức giận mắng, cái thằng khốn này, tôi nhất định phải đánh chết nó. Bà tôi vội vàng đi theo ông tôi, vừa đi bà vừa khuyên, ông nó à có gì từ từ nói ông đừng đánh khôn tử. Trong chuồng lợn chỉ còn lại mình tôi lớn như này rồi đây là lần đầu nhìn thấy lợn dị hình nên không nhịn được mà đi đến gần nhìn kỹ. Con lợn dị hình này không chỉ có đầu giống người mà ngay cả hai chân trước cũng giống tay người nữa. Tôi vươn tay ra tính động vào nó thì đột nhiên nó mở trừng mắt ra cười vô cùng quái dị. Con lợn này hình như chưa chết, tôi bị dọa sợ muốn chết vội vã chạy ra khỏi chuồng lợn. Ông, bà con lợn con kia hình như chưa chết. Tôi đi vào nhà thì thấy trên mặt chú tôi đỏ hồng, chắc là đã bị tát. Ông tôi ngồi trên giường sưởi hút thuốc, mãi lâu sau mới nói, thật sự không phải do con làm hả? Ông tôi ngồi trên giường sưởi hút thuốc, mãi lâu sau mới nói, thật sự không phải do con làm hả? Chú tôi khóc lóc nói, đương nhiên không phải con, dù sao con cũng không phải xúc sinh. Lúc chú tôi nói những lời này hai mắt vẫn đẫm nước mắt như thể vô cùng ủy khuất. Chú nhỏ nói xong liền chạy về phòng mình, bà tôi quay sang hỏi tôi, vừa rồi cháu nói cái gì? Con lợn dị hình chưa chết, nó vẫn mở mắt còn cười nữa. Nói năng linh tinh, bà tôi không tin nên tự mình đi nhìn xem. Mặc dù tôi vẫn rất sợ hãi nhưng tôi vẫn đi theo bà ra chuồng lợn. Con lợn dị hình vừa rồi vẫn còn nằm trên đất có một lúc mà đã biến mất rồi. Trên đất chỉ còn lại một vũng máu, bà tôi như cảm nhận được nguy hiểm, tiểu đậu tử mau đến gọi ông con đến đây. Bà tôi nói xong liền cầm chổi rồi nhìn khắp nơi như thể đang tìm cái gì đó vậy. Tôi chạy chậm vào nhà hét lớn, ông, bà cháu bảo ông mau vào chuồng lợn có việc. Ông tôi chạy chậm từ trong nhà đến chuồng lợn, sao thế? Bà tôi quay lại nhìn ông tôi nói, không thấy con lợn dị hình kia đâu nữa. Chúng ta tìm nó, ông bà tôi cầm chổi tìm con lợn dị hình trong chuồng lợn. Tìm một lượt nhưng không thấy con lợn dị hình đó đâu cả. Ông tôi nói, có khi nào là bị đám chuột cắp đi rồi không? Bà tôi không nói gì cả mà chỉ nhìn những con lợn trong chuồng. Lại qua mười mấy phút thật sự không tìm thấy. Ông tôi nói, được rồi, đi nấu ăn đi. Bà tôi bỏ cái chổi trên tay xuống, được, tôi đi nấu cơm. Ông dọn lại chuồng lợn chút đi. Ông tôi gật gật đầu, ông ở lại chuồng lợn dọn dẹp. Tôi và bà tôi thì vào nhà. Đến buổi tối, bà tôi nấu ăn xong bảo tôi đi gọi chú nhỏ ăn cơm. Cửa phòng chú tôi khóa trái. Cho dù tôi có gọi như nào chú ấy cũng không mở cửa. Chắc là vẫn còn đang tức giận. Ông tôi nói, tiểu đậu tử đi ăn đi. Không cần quan tâm đến nó, để nó chết đói đi. Bà tôi đẩy ông tôi một cái, ý bảo ông tôi đừng nói nữa. Bà tôi nói, khôn tử mau ra ăn cơm đi, nhanh nào. Cửa phòng vẫn đóng chặt, bà tôi thở dài, mẹ để cơm ở trong nồi đó. Con đói thì tự ra ăn nhé. Đêm khuya tôi hơi đau bụng muốn đi vệ sinh. Tôi cẩn thận nhẹ nhàng ra khỏi giường, bà tôi tỉnh lại hỏi tôi, cháu đi đâu đó. Cháu đi vệ sinh, mặc thêm cái áo rồi đi đi. Bà tôi nói xong lại ngủ tiếp, ông tôi ngáy to như sét, tôi chạy đến nhà vệ sinh. Tôi vừa ngồi xuống thì đột nhiên nghe thấy trong chuồng lợn có âm thanh. Mờ thanh đó rất kỳ lạ không giống tiếng lợn đánh nhau lắm. Đi vệ sinh xong tôi vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy chú nhỏ của tôi đang đi từ trong chuồng lợn ra. Mặt chú ấy đỏ hồng nhìn thì có vẻ tâm trạng không tệ. Tôi đang muốn gọi chú ấy thì đột nhiên nhìn thấy bóng của chú ấy vậy mà là một con lợn đang đi. Tôi đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu vội vàng dùng tay bịt miệng mình lại. Chú nhỏ tôi nhìn thấy tôi, làm cái gì đó. Tôi nhìn lại bóng của chú tôi, lần này lại là bóng người. Lẽ nào vừa rồi tôi nhìn nhầm hay sao? Thấy tôi không nói chuyện chú nhỏ tôi lại nói, muộn như vậy rồi cháu không ngủ đi mà chạy ra ngoài đây làm gì? Qua đây,
Tôi đi đến chỗ cạnh chú tôi đi đến bên cạnh chú tôi, vừa rồi cháu đi vệ sinh. Tôi vừa nói xong thì chú tôi đột nhiên cong eo cúi xuống nhìn chằm chằm vào tôi. Chú ấy lạnh giọng hỏi, vừa rồi cháu đã thấy gì rồi? Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng lại không nghĩ ra kỳ lạ ở chỗ nào. Tôi vô thức lùi về phía sau nhưng lại bị chú tôi tóm lấy tay. Chú ấy tức giận hỏi, vừa rồi thấy gì rồi? Trong ánh trăng mờ mờ tôi thấy bóng của chú tôi biến từ hình người thành hình lợn, tôi bị dọa sợ vỡ mật. Lúc tôi muốn hét lên thì lại nghe thấy tiếng ông tôi, tiểu đậu tử mau về phòng đi ngủ đi. Chú tôi ngơ ra một lúc, tôi nhân lúc chú ấy đang ngơ ngác rút nhanh tay ra. Vội vàng chạy về phòng, tôi vào phòng rồi vội vàng đóng cửa lại. Ông bà tôi hỏi tôi có chuyện gì. Vừa rồi cháu đi nhà vệ sinh gặp chú nhỏ, bóng của chú ấy là một con lợn biết đi. Tôi vừa nói xong thì ông tôi đá đít tôi một phát. Ông ấy tức giận nói năng linh tinh, tôi cảm thấy tủi thân. Cháu không nói dối, thật sự là cái bóng hình lợn. Ông tôi giơ tay lên định đánh tôi tiếp, tôi vội vàng trốn phía sau bà tôi. Ai thích bị đánh cơ chứ? Ông tôi trừng mắt nhìn tôi, cháu còn nói linh tinh nữa ông đánh chết cháu. Đi ngủ ngay, bà tôi nói đỡ cho tôi, nó còn nhỏ, nhìn nhầm thôi mà, có chuyện gì lớn đâu chứ. Cả làng chúng ta chỉ có khôn tử thi đỗ đại học làm biết bao người hâm mộ, ghen ghét. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì nói không chừng sẽ có rất nhiều người đồn thổi, bôi xấu nó. Bà tôi không nói gì xem như ngầm đồng ý lời ông tôi nói. Qua một lúc bà tôi vỗ vỗ mông tôi nói, tiểu đậu tử chuyện này không được nói lung tung. Đi ngủ đi, ông bà tôi đều không tin lời tôi nói. Tôi thật sự hoài nghi có phải mình nhìn nhầm rồi không. Nhưng thái độ của chú nhỏ tôi với tôi lại vô cùng quái dị, không giống chú ấy chút nào. Buổi sáng ngày hôm sau tôi bị tiếng khóc của bà tôi đánh thức. Tôi vội vàng đi giày vào chạy ra sân. Trong sân nhà tôi có rất nhiều người, họ đang đứng trụm lại. Tôi chen vào giữa thì thấy chú tôi đã thăng rồi. Đầu của chú ấy bị cắn mất một nửa, hai chân cũng bị ăn mất, chết vô cùng thảm. Nghe người trong làng nói chú tôi bị rơi vào trong chuồng lợn rồi bị chúng cắn chết. Nhưng rõ ràng tôi còn nhìn thấy chú tôi vẫn sống cơ mà. Bà tôi ôm xác chú tôi khóc đến sắp hôn mê rồi. Ông tôi đứng một bên không ngừng đánh vào đầu mình. Vừa đánh còn vừa nói, tại tôi, đều do tôi làm sai cả. Tôn Vương ngăn ông tôi lại nói, chú làm gì thế? Người chết không thể sống lại, chú bớt đau thương. Đúng vậy, chia buồn. Bà tôi khóc nói, tôi không sống nổi nữa. Đây là tạo nghiệp gì vậy chứ? Bố tôi mất sớm. Nghe người trong làng nói bố tôi là bị lợn cắn chết. Lúc bố tôi chết tôi mới 3 tuổi, sau đó mẹ tôi cũng ra đi. Dì Lý vỗ vỗ lưng bà tôi an ủi, dì à còn có tiểu đậu tử đó. Hai người nhất định không được có chuyện gì, hai ngày liền ông bà tôi đều không ăn gì cả. Tóc hai người cũng đã trắng đi rất nhiều, ông tôi mua một cái quan tài ở trên trấn rồi để xác của chú tôi vào đó. Người bên tang lễ nói, xác chú tôi đã lạnh không cần để ở nhà 3 ngày. Nhưng ông tôi vẫn để quan tài ở trong sân 3 ngày. Đến ngày đi chôn ông tôi mời mấy người khiêng quan tài đến. Chôn quan tài của chú tôi trong phần mộ tổ tiên. Ông tôi nói, hai người về trước đi, tôi ở với con tôi thêm một chút. Bà tôi đưa tôi về, để ông tôi ở lại chỗ đó một mình. Đến đêm khuya tôi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Tôi ngồi dậy đi đến chỗ cửa sổ xem thì thấy ông tôi quay về rồi. Tôi vừa định gọi bà tôi thì đột nhiên tôi thấy bóng của ông tôi từ hình người biến thành hình lợn đứng, đi bằng hai chân. Tôi hét lên, bà mau xem bóng của ông kìa. Nhưng lúc bà tôi đi đến nhìn thì bóng ông tôi lại quay về hình người. Bà tôi nhíu chặt mày hỏi, bóng của ông cháu làm sao chứ? Vừa rồi cháu nhìn thấy bóng của ông là hình con lợn. Nói năng linh tinh, bà tôi nói xong liền đi mở cửa cho ông tôi. Lúc này vẻ mặt ông tôi có chút mất hồn. Ông ấy cầm con dao trong nhà chạy ra ngoài. Bà tôi vội vàng đi theo sau, nửa đêm nửa hôm ông định làm gì? Tôi cũng đi theo ra ngoài, ông tôi cầm con dao đi vào chuồng lợn. Ông mở đèn trong chuồng lên rồi mắng to, một đám súc sinh, hôm nay tao giết hết chúng mày. Ông tôi nói xong liền giơ dao lên rồi cứ thế đâm, chém bừa bãi. Chuồng lợn truyền đến tiếng lợn kêu la thảm thiết. Lợn mẹ cơ thể lớn vội vã phi ra khỏi chuồng. Lợn con thì chỉ biết chạy vòng vòng bên trong. Ông tôi tóm được một con lợn con cứ thế chặt đứt đầu nó. Ông giết một con xong vẫn không hết tức nên lại bắt thêm một con khác. Ông giơ cao con lợn lên rồi ném mạnh xuống đất, máu chảy đầy đất. Đám lợn vốn nãy đang hoảng sợ giờ lại yên tĩnh hết lại. Chúng nó nhìn chằm chằm vào ông tôi, ánh mắt đó như muốn ăn thịt người. Bà tôi lấy con dao từ trong tay ông tôi. Đủ rồi, nhà mình giờ không thể chịu thêm chuyện gì nữa đâu. Ông tôi dùng sức đẩy bà tôi ra. Rồi ông lại chỉ tay về phía đám lợn, nhìn cái gì mà nhìn. Chúng mày còn muốn lật trời muốn ăn người à, tao phải giết chúng mày. Ông tôi nói xong liền đi nhanh ra ngoài, buổi sáng ngày hôm sau ông tôi ra khỏi nhà. Đến buổi trưa mới quay về, lúc về còn đưa theo một người thịt lợn. Tôi biết người thịt lợn này, ông ấy thường xuyên đến nhà tôi mua lợn sau đó mang thịt đến thành phố để bán. Ông tôi lại gọi mấy người trong làng đến giúp đỡ đến bắt 3 con lợn ra ngoài. 3 con lợn này chính là 3 con đã cắn chết chú nhỏ tôi.
Ông tôi hút thuốc hơi thuốc rồi nói, thiết tử chú biết cháu thịt lợn rất giỏi. Lần này thịt ba con này cho chú mở mang tầm mắt đi. Chú không muốn mấy con xúc sinh này chết dễ quá, chú trả thêm cho cháu tiền. Người thịt lợn này có kỹ năng rất đỉnh. Ông ấy lột toàn bộ da lợn ra mà vẫn đảm bảo lợn còn sống, ít phải sống thêm 30 phút. Nghe nói tổ tiên của ông này trước kia làm việc ở trong cung chuyên nghiên cứu làm mấy chuyện này. Trước kia thì lột da người, thiết tử cười cười nói, chú cứ đợi cháu trổ tài đi. Mấy người khiêng con lợn lên bàn gỗ, con lợn kêu gào thảm thiết. Thiết tử vạch con dao vào da phần bụng con lợn mà không hề làm nó chảy máu. Ông ấy từ từ di chuyển con dao, con lợn nái kêu ngày càng dữ dội. Bà tôi không nhìn nổi nữa, như vậy là được rồi. Ông tôi lườm bà tôi, khôn tử là bị thứ xúc sinh này cắn chết, bà còn xin cho nó hả? Bà tôi không nói gì cả, cứ nhắc đến chú nhỏ là bà lại đỏ hết mắt. Bà tôi chạy ra khỏi sân, tôi đoán chắc bà đi đến chỗ mộ chú nhỏ. Mấy phút sau quả thật thiết tử đã lột da con lợn đó xuống mà nó vẫn còn sống. Ông tôi cầm lấy da lợn cười nói, tốt, tốt lắm. Ông tôi nói xong liền cầm da lợn đó đi vào chuồng lợn. Bên trong chuồng lợn truyền đến tiếng ông tôi cười lớn. Ông như phát điên cười nói, đây chính là kết cục của chúng mày. Qua mấy phút thiết tử hỏi, chú có giết nó không? Ông tôi đáp, giết. Mấy người hợp sức khiêng con lợn đã bị lột da xuống đất. Nó nằm đó phát ra tiếng kêu yếu ớt, mấy người lại cùng nhau khiêng một con lợn khác lên bàn gỗ. Thiết tử cười nói, chú người xem con lợn này khóc luôn rồi. Ông tôi đi đến gần xem rồi vỗ vào mặt con lợn chào phúng nói, ây dô lợn còn biết khóc à, đúng là chuyện hiếm gặp. Thiết tử lại bắt đầu tách ra lợn, giống hệt như vừa rồi. Ông ấy đưa dao đi từ từ nhìn vô cùng hưởng thụ quá trình này. Tiếng kêu thảm của con lợn nái làm tôi vô cùng khó chịu. Ông ơi cháu đi tìm bà đây, ông tôi gật gật đầu, đi đi. Tôi chạy đến sau núi tìm bà tôi, quả nhiên bà tôi đang ở trước mộ của chú nhỏ. Bà tôi vừa khóc vừa nói, đám lợn đó có gì tốt mà phải để con đền mạng như thế chứ. Sau này nhà ta không nuôi lợn nữa, đợi chút mẹ về mẹ sẽ bán hết lợn đi. Tôi đi đến bên cạnh bà ơi, bà tôi thấy tôi đến liền lấy tay lau nước mắt. Sao cháu lại đến đây, cháu nhìn giết lợn sợ quá. Bà tôi không nói gì mà chỉ thở dài. Bà cứ thế lặng lẽ đốt tiền vàng cho chú nhỏ tôi. Đến tối dì Lý hàng xóm chạy vội đến thở hồng hộc nói, dì à dì mau về nhà đi. Nhà dì xảy ra chuyện rồi, thiết tử bị lợn cắn chết rồi. Đến tối dì Lý hàng xóm chạy vội đến thở hồng hộc nói, dì à dì mau về nhà đi. Nhà dì xảy ra chuyện rồi, thiết tử bị lợn cắn chết rồi. Bà tôi nghe vậy ngơ ra một lúc rồi vội vàng đứng lên, về nhanh. Đợi khi chúng tôi về nhà nhìn thấy cảnh vô cùng tan hoang. Chuồng lợn bị phá, lợn đã chạy đi hết rồi. Đầu của thiết tử bị cắn đứt lăn đến bên giếng, hai mắt ông ấy vẫn mở trừng trừng. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, ông tôi ngồi dựa vào thành giếng, trên người đều là mồ hôi. Tai của ông cũng đã bị lợn cắn đứt rồi, giờ để lại một lỗ máu lớn. Mấy người khác thì có rất nhiều vết thương, bà tôi hỏi, đây là chuyện gì thế? Ông tôi thở dài đáp, cửa chuồng lợn bị phá mở, đám lợn bên trong chạy đi hết rồi. Đều là do ông làm ra, đáng đời, giờ phải làm sao, những ngày sau biết sống thế nào. Lợn chạy rồi thì đi bắt mấy con khác về, nhà mình cũng không phải hết tiền. Giờ lợn làm gì mà dễ bắt như thế nữa? Bà tôi nói xong rồi liền quay người đi vào nhà. Ông tôi thở dài nói, không có chuyện gì nữa, mọi người cũng về hết đi. Tôn Vương nhìn xác thiết tử rồi hỏi, chú còn thiết tử thì làm như nào? Tìm bên làm tang lễ đến đưa cậu ta về thành phố đi. Giờ phải tìm luôn, để lâu quá thi thể giữa ra thì biết làm sao. Đưa cậu ấy về thành phố cũng coi như cho người nhà cậu ấy câu trả lời thỏa đáng. Tôn Vương gật gật đầu. Cậu ấy và mấy người khác cùng nhau nâng xác thiết tử lên xe bò rồi đi suốt đêm vào thành phố. Ông tôi vẫn ngồi tại chỗ hút thuốc, rồi ông nhìn dì Lý nói, dì Lý này tôi nhớ nhà cô có mấy con lợn. Thế có lợn nái không? Nếu có thì bán cho nhà tôi mấy con đi. Chú nhà cháu còn mấy con nuôi ăn Tết thôi. Người nhà cháu đông không còn thừa con nào cả. Ông tôi gật gật đầu nói, vậy được, mai tôi đi làng khác hỏi mua xem, giờ còn mình ông tôi ngồi đó hút thuốc. Mấy con lợn kia là do ông bà tôi tích góp hơn 20 năm mới mua và nuôi được. Giờ chạy mất rồi nhà tôi cũng không có nguồn thu nhập khác. Qua mấy ngày ông tôi mua 2 con lợn nái từ làng khác. Ông nhốt chúng vào trong chuồng lợn cũ, ông bà tôi chăm chúng rất kỹ. Bà tôi luôn nói, tiểu đậu tử cháu mau lớn nhanh đi. Lớn rồi đi học, nhà mình dựa vào chỗ lợn này để cho cháu đi học. Ông tôi cũng nói, tiểu đậu tử sau này nhất định sẽ học giỏi. Từ khi nhà tôi mua 2 con lợn này, ông tôi thường hay ra ngoài vào đêm khuya. Mỗi lần ông đi đến chuồng lợn tôi đều nghe thấy tiếng lợn kêu. Tôi hỏi bà thì bà nói tôi nghe nhầm, còn bảo tôi cứ ngủ đi. Tôi rất tò mò sao lợn cứ kêu mãi, thế là tôi đi giày vào nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài chuồng lợn đột nhiên tôi lại nghe tiếng ông tôi kêu lên. Tiếng kêu này dọa tôi sợ chết khiếp, còn chưa đợi tôi la lên thì lại nghe thấy tiếng mở cửa. Là bà tôi, bà còn cầm theo cái chổi nữa. Sao thế, bà tôi đi vào mở đèn chuồng lợn lên. Chỉ thấy ông tôi đang nằm dưới đất đầu đầy máu. Phía sau đầu ông vẫn đang chảy máu,
Hai con lợn đang nép ở trong góc nhìn chằm chằm bà tôi. Bà tôi để chổi xuống vội đi qua. Ông nó à mau tỉnh lại. Ông tôi vẫn hô hấp. Bà tôi vội bảo tôi, tiểu đậu tử mau gọi người đến đây. Tôi nhanh chóng gọi Tôn Vương hàng xóm đến đưa ông tôi đến bệnh viện thành phố. Tôi và bà tôi cũng đi theo, còn may mà đưa đến kịp thời nên ông tôi còn cứu được. Nhưng do sau não bị thương nặng nên tinh thần của ông loạn cả lên. Lúc thì ông tỉnh táo, lúc lại mơ hồ, trong miệng còn nói mấy câu chúng tôi không hiểu. Ông tóm lấy tay tôi nói, tiểu Lương con có hận bố không? Lương Tử là tên của bố tôi tên là Trần Lương. Bà tôi đánh bay tay ông ra rồi tức giận nói, cái ông già này đây là cháu chúng ta tiểu đậu tử. Ông tôi lắc lắc đầu nói, đây là Lương Tử, con trai của tôi. Ông tôi lại mơ hồ rồi, bà tôi nói, tiểu đậu tử cháu ở lại đây chăm sóc ông cháu. Bà quay về cho lợn ăn đã, tôi gật gật đầu. Bà tôi đi rồi trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và ông tôi. Bà tôi vừa đi không lâu thì ông tôi lại nằng nặc đòi về nhà. Tôi đi tìm bác sĩ đến thì ông tôi đã đi đâu đó khỏi phòng bệnh rồi. Tôi vội vàng đuổi theo, ông mau về bệnh viện đi. Ông còn chưa khỏi bệnh nữa, đừng quan tâm ta không có bệnh. Ông không nghe lời tôi cũng không làm gì được ông ấy nên chỉ có thể đi theo phía sau. Nhà tôi cách bệnh viện hơn mấy chục cây, ông tôi như này là muốn đi bộ về quá. Tôi cũng đành đi theo sát ông, không để ông đi lạc mất. Dù sao thì ông cũng đang ốm không đi được bao xa. Nhưng làm tôi ngạc nhiên là ông cứ thể đưa tôi đi qua mấy chục cây đường núi rừng. Lúc đi qua rừng cây đột nhiên ông tôi đứng lại. Ông nhìn vào một chỗ xa xăm nào đó, tôi hỏi ông ơi ông nhìn gì thế? Ông tôi nheo nheo mắt rồi chỉ tay về phía xa xa, cháu xem có người đang đốt tiền giấy. Ông nhìn theo hướng ông chỉ thì thấy đúng là có một đống lửa đang cháy. Nhưng tôi không nhìn thấy người nào cả. Đột nhiên ông tôi cười nói, đó không phải là lợn nhà chúng ta nuôi sao? Sao lại chạy đến đây rồi? Ông qua đó xem sao, cháu ở đây đợi ông. Nói rồi ông tôi liền đi về phía đống lửa kia. Tôi đang muốn đi theo thì đột nhiên nhìn thấy bên đó có rất nhiều lợn. Chúng chính là lợn do nhà tôi nuôi, đám lợn đang vây quanh đống lửa, thậm chí cả con lợn dị hình kia nữa. Chúng đều đang nhìn chằm chằm vào ông tôi đang đi đến. Tôi muốn hét lớn để ông tôi dừng lại nhưng tôi lại không phát ra tiếng được. Như thể đang có người đang bóp chặt cổ tôi vậy. Đột nhiên tôi nghe tiếng hét thảm của ông tôi bị ngã vào giữa đám lợn. Mấy con lợn đang lao đầu vào phía ông tôi, miệng nhai nhóp nhép ra tiếng. Tôi nghe thấy tiếng nhai xương, thịt, tiếng đó làm tôi giận hết cả người. Tôi cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng yếu ớt rồi cứ thế mà ngất đi. Đợi đến khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường sưởi ở nhà. Bà tôi hai mắt đỏ bừng chắc là đã trông tôi cả đêm. Thấy tôi tỉnh rồi bà tôi nói, tiểu đậu tử giờ nhà mình chỉ còn lại hai bà cháu ta thôi. Tôi ngơ ra mấy giây, ông cháu mất rồi hay sao? Ông cháu bị lợn ăn thịt rồi. Sau này chúng ta sẽ không nuôi lợn nữa, bà đưa cháu vào thành phố. Bà tôi bán hai con lợn trong nhà đi, rồi lấy tiền đó làm đám tang cho ông tôi. Vào buổi tối bà sắp xếp hết hành lý rồi đưa tôi ra ngoài sân. Cháu đừng phát ra tiếng, bà tôi khóa cửa nhà lại rồi lại chất đầy rơm khô xung quanh nhà. Tôi không nhịn được mà hỏi bà tôi, bà sao lại muốn đốt nhà vậy? Chúng ta vào thành phố sao lại phải đi vào lúc nửa đêm như này? Bà tôi im lặng mãi không nói mà vẫn bật lửa đốt nhà. Xong chuyện bà bế tôi đi suốt đêm rời khỏi làng. Trong quá trình đi đường này đột nhiên tôi thấy bóng của bà tôi là con lợn. Tôi dụi dụi mắt nhìn kỹ lại một lần thì thấy vẫn là lợn. Bà tôi đưa tôi đến ngoại thành, rồi ở chỗ này mua lấy một căn nhà. Tôi không thể ngờ được nhà mình lại có tiền như vậy, thế mà mua được nhà trong khu chung cư. Bà tôi còn đi làm hộ khẩu cho tôi, đổi họ theo bà ấy. Tên mới là Lý Lệ, qua mười mấy năm tôi đã lên đại học. Sức khỏe của bà tôi càng ngày càng yếu, bà ấy muốn về quê xem lại chỗ đó. Bà luôn nói lá rơi về cội, bà muốn được chôn cùng với ông tôi. Mỗi lần bà nói như vậy tôi rất khó chịu. Bà tôi là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Nếu như bà cũng rời bỏ tôi thì tôi thật sự sẽ trở thành cô nhi rồi. Nghỉ hè tôi đi cùng bà tôi về quê, mặc dù đã qua mười mấy năm nhưng quê tôi vẫn rất lạc hậu. Đường bùn đất, nhà cũ kỹ, những thứ này tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ được làm lại thấy xa lạ. Bà tôi đưa tôi đến nhà Tôn Vương, người này tôi vẫn còn nhớ. Tôi cười chào hỏi, chú Tôn Vương. Tôn Vương dùng ánh mắt đánh giá để nhìn tôi. Dì à, đây là ai thế? Bà tôi hắng hắng giọng nói, tiểu đậu tử. Tôn Vương ngơ ra mấy giây rồi cười lớn, là tiểu đậu tử à, sao một đứa bé trai lại biến thành bé gái rồi? Lớn lên nhìn xinh quá, vợ của Tôn Vương đẩy anh ấy một cái. Được rồi đừng nói nữa, đi cho lợn ăn đi. Tôn Vương gật gật đầu, được, tôi đi cho lợn ăn đây. Vợ của Tôn Vương tên là Trương Lan, dì ấy cười cười hỏi tôi, cháu đã có người yêu chưa? Mặc dù dì ấy đang cười nhưng tôi lại cảm thấy dì ấy không có ý tốt. Hơn nữa tôi cảm thấy tôi đã từng gặp dì ấy ở đâu đó rồi. Còn chưa đợi tôi nói chuyện bà tôi đã nói. Chưa có, trong làng có ai thích hợp thì cô giới thiệu cho nó đứa. Tôi ngơ ra rồi hơi tức giận nói, bà nói cái gì thế? Dù sao tôi cũng là sinh viên đại học, làm sao tôi có thể ở lại đây nơi xa xôi lạc hậu như vậy chứ?
Bà tôi ho hai tiếng rồi cứng rắn nói, những năm này vì để tiền cho cháu đi học mà nhà chúng ta hết sạch tiền rồi. Bà cũng không còn tiền mua thuốc nữa, bệnh tình của bà tôi càng ngày càng nặng. Có lúc bà sẽ giống ông tôi trước đi nháo đủ điều. Bác sĩ nói với tôi bà tôi đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ có thể sống một tháng nữa. Trong một tháng này tôi phải chăm sóc tốt cho bà ấy. Tôi không dám nói chuyện này cho bà mà chỉ nói sẽ trị bệnh được. Không khí trong phòng làm tôi rất khó chịu nên tôi bỏ ra ngoài một mình cho đỡ buồn bực. Nhà bên cạnh nhà Tôn Vương chính là nhà tôi, cái chuồng lợn vẫn còn đó. Tôi đi đến chuồng lợn, bên trong chuồng lợn toàn là bụi bặm và tơ nhện. Rất lâu rồi chưa có ai dọn dẹp, lúc này đầu tôi đột nhiên đau nhói rồi nhớ ra rất nhiều chuyện. Tôi đã từng gặp vợ Tôn Vương, hình như ở trong chuồng lợn nhà tôi. Tôi vô cùng đau đầu nên bám vào tường chậm chậm đi ra ngoài. Không biết vì sao mà nước mắt của tôi cứ tự chảy mãi. Tôi nhìn khắp nơi thấy chỗ này vô cùng quen thuộc. Thậm chí tôi còn có thể nhớ rõ vị trí đầu bị cắn đứt của người thịt lợn rơi ở đâu. Tôi lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát. Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi vừa tắt điện thoại thì nghe thấy tiếng bà tôi kêu thảm trong nhà Tôn Vương.